Hello, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh Kim Hương Bất Động Sản Đồng Nai nha. Và ngày hôm nay em đang có mặt tại ấp 3 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để giới thiệu cho các anh chị một thửa đất có diện tích là 966m² nha mấy anh chị. Đó, thửa đất đó là ngay trước mặt các anh chị đây ạ. Thì diện tích của thửa này là nó có chiều ngang là 22m, sâu vào là 44m và nở hậu là 27m nha mấy anh chị. Đó, ngay mặt tiền, hai mặt tiền đường luôn nè mấy anh chị ơi. Thì cái thửa đất này nó cách đường DT767 khoảng 2km, cách ngã ba chị An khoảng 7km và cách khu công nghiệp Sông Mây khoảng 5km đó mấy anh chị ạ. Các anh chị mà từ đường từ bên Biên Hòa đi xuống thì mình sẽ đi vào đường ngã ba chị An. Mình sẽ đi vào ngã ba chị An và đi khoảng 2km. Ấy lộn, đi vào khoảng 7km là sẽ vào tới đây nha mấy anh chị. Tiện ích thì ở quanh đây có trường trung học cơ sở Vĩnh Tân nè, có nhà thờ giáo xứ Thạch An nè, và có chợ Vĩnh Tân ở ngay đây luôn đó mấy anh chị ơi. Nhà dân thì hiện hữu xung quanh luôn đó mấy anh chị thấy không. Đó, ngay trên miếng đất của mình là có một căn nhà rồi đây nè. Hàng xóm rất là thân thiện luôn mấy anh chị, cô ở đây rất là dễ thương luôn ạ. Và điện là mình có thể kéo vào tới đất nè. Đó, đường điện đó mấy anh chị. Thì ở đây là khí hậu mát mẻ quanh năm nha mấy anh chị. Tại vì sao em lại nói vậy? Tại vì ngay từ cái đầu clip em đã quay cho các anh chị thấy á, là nó có cái hồ ngay đối diện đất luôn ạ. Bây giờ em sẽ đưa các anh chị đi tới cái hồ lên nhé. Thì miếng đất của mình có diện tích là 966m², ngang 22m, sâu 44m và nở hậu 27m. Đang được bán với giá là 1.450.000.000 nha mấy anh chị. Có sổ, sổ sẵn hết luôn, có thể sang tên công chứng ngay trong ngày cho mình luôn đó mấy anh chị ơi. Thì cuối clip em sẽ để hình sổ cho các anh chị coi tham khảo nhé. Đó, đây là cái hồ mà ngay đầu clip em quay cho các anh chị coi ạ. Ở đây thì rất là yên tĩnh và mát mẻ nha mấy anh chị. Thì các anh chị nào quan tâm đến thửa đất em vừa giới thiệu cho các anh chị á, thì liên hệ với em theo số điện thoại em để ngay trên góc trái màn hình nha. Số điện thoại đó em cũng có dùng Zalo luôn đó. Thì các anh chị có thể kết bạn Zalo để mình tiện trao đổi thêm thông tin đó mấy anh chị. Và bây giờ em xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những clip tiếp theo ạ.